Các cô đứng dậy. Cô Trinh trượt dài nhất, được 100 điểm. Cô Phương Anh về đích thứ hai, được 40 điểm. Cô Ngọc về đích thứ ba, được 20 điểm. Còn cô Dung trượt ngắn nhất, 0 điểm. Cô đã bị loại. Còn dành, bực thế cơ chứ. Cái con út con này, dám giở trò với mình à? Cứ đợi đấy. Cả ba cô đã được vào vòng thi thứ hai. Mời các cô chuẩn bị. Cái gì? Vòng thi thứ hai á? Nhưng mà cháu ơi, vòng thi thứ hai là thi cái gì đấy? Luật thi vòng thứ hai, ai ngồi lên được quả bóng nhún này mà nhún được nhiều nhất, chân không chạm đất thì sẽ là người chiến thắng. Tưởng khó thế nào, chứ trò này với mình quá đơn giản. Cô thi trước. Cô không nhún được cái nào, không điểm, cô đã bị loại khỏi trò chơi. Thi với trả thố, vô vào vớ vẩn. Đến lượt cô. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ thế thôi à? Cô được 4 cái, 40 điểm, tạm chấp nhận. Đến lượt cô. Nhìn đây này. Cô giỏi quá. Cô dài nhất rồi đấy, 100 điểm. Hai cô đã được vào vòng thi thứ 3. Qua hai vòng thi, hai cô đều có số điểm bằng nhau là 140. Bây giờ hai cô sẽ bước vào vòng thi thứ 3 để quyết định xem ai là mẹ kế của cháu. Cái gì? Vòng thi thứ 3 á? Cái này là... Đây là mặt nạ của mẹ cháu. Hai cô đeo vào đi. Nhưng tại sao phải đeo cái mặt nạ này? Vì cháu không thích mặt mẹ mới. Cháu chỉ thích mặt mẹ cũ thôi. Và bố cháu cũng vậy. Nếu muốn làm mẹ kế của cháu thì hai cô đeo cái này vào đi. Đúng là con nít ý. Bày trò. Mày cứ đợi đấy. Đưa cô. Cô đeo xong rồi đấy. Còn cô kia, cô có đeo không? À, tất nhiên là cô đeo rồi. Để được làm mẹ kế của cháu á, cái gì cô cũng làm. Đây, để cô đeo luôn nhá. Sao, thấy giống không? Luật thi vòng 3. Một trong hai cô, ai và chăm sóc tốt cho bố cháu mà bố cháu chọn thì sẽ là mẹ kế của cháu và làm vợ của chủ tịch Ham Group. Cô đăng ký đi chứ. Hôm nay cô Phương Anh đi trước. Bố cháu đang đợi trong phòng chủ tịch. Cô đi với cháu. Bố ơi, con tuyển vợ về cho bố rồi đây. Này, bố cháu bị làm sao đấy? Bố mẹ cháu bị tai nạn. Mẹ cháu mất rồi. Còn bố cháu sau khi tai nạn thì bị như này. Nên cháu mới tuyển mẹ kế về để chăm sóc bố cháu. Cô chăm sóc bố cháu đi. Được rồi. Phương Anh ơi, cố lên. Sắp được làm vợ chủ tịch rồi. Anh yêu. Em đây, em là vợ của anh đây. Này, này. Mày có thôi ngay đi không à? Lớn ngớ đấy nhá. Nghe không ưa thích ưa nặng à? Tao nói cho mày biết á, cái mặt mày ấy tao không thèm đâu. Tốt nhất là im mồm vào, nếu không á thì đừng có trách tao. Dù sao cũng liệt, đầu óc thì ngu không biết gì. Ai mà biết được, mình chăm anh ta như thế nào chứ.
Há mồm xúc ăn nhanh lên. Bố ơi, con lại đưa vợ mới về cho bố rồi đây. Cháu ơi, bố của cháu bị làm sao thế? Bố mẹ cháu bị tai nạn. Mẹ cháu mất rồi, còn bố cháu thì sau khi tai nạn thì bị như này ạ. Nên cháu mới tuyển mẹ kế về để chăm sóc bố cháu. Cô chăm sóc bố cháu nhé. Chào anh, tôi là Trinh. Tôi tới đây để chăm sóc cho anh. Người yêu quái. Anh bình tĩnh lại đi, tôi không phải là người xấu đâu. Ai mà biết được cái bụng bầu của cô là của ai chứ? Cô nói vậy là có ý gì? Thì có ý gì? Anh ta thì công nhận là trông cũng lớn đấy, nhưng tâm hồn thì trẻ con. Kỹ thuật trên giường của cô kém như thế thì làm sao mà có bầu được, đúng không Mon? Chỉ có cô mới có thể có em bé cho con được thôi, đúng không? Để cháu kiểm tra. Kiểm tra? Này, định làm gì đấy? Này, này cô! Cô là bầu giả, gian dối, vi phạm luật chơi. Cô đã bị loại. Này, chắc gì của cô đã là giả chứ? Còn cả cô ta nữa. Đừng mà. Này, cô bầu thật á? Cô Trinh là bầu thật. Cô đã thắng vòng 3 và chính thức là mẹ kế của cháu. Cô làm cái gì đấy à? Thằng cái con khỉ ấy, tao đã mất công đến đây làm mấy cái trò con nít này thì tao nhất định phải là vợ của chủ tịch và làm chủ của công ty này. Còn mày, đáng ra mày phải chọn tao. Thế nên là bây giờ tao sẽ bịt mồm mày lại, giống như thằng bố thần kinh của mày đấy. Không được, cô không được làm như thế. Cô mà làm như thế là phạm pháp, cô sẽ bị bắt đấy. Ai mà biết được chứ. Cứ coi như là bố nó bị thần kinh, xong đánh nó đi, nghe cái nào thì hợp lý hơn. Còn cô ấy, im cái miệng vào thì tôi còn chia tiền cho. Đùa đấy. Anh mà chân anh khỏi rồi à? Bố khỏi bệnh rồi ạ. Thật ra tôi chả bị làm sao cả, tôi chỉ giả vờ để thử làm các cô thôi. Ý anh nói là sao? Chính vì quá đau buồn trước vụ tai nạn, thế nên tôi mới giả vờ để trốn tránh. Ngay cả con gái của tôi cũng không biết điều đấy, thế nên mới tổ chức cuộc thi để tìm mẹ kế như thế này. Cô không ngờ như vậy, thế nên cô mới coi thường và đối xử tệ với tôi. Cô lại còn định qua mặt cả con gái tôi nữa à? Em biết là em sai, nhưng mà cô ta chắc gì là hơn em chứ. Cô nghĩ ai cũng xấu xa và đáng ghét như cô à? Có phải em đã bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn và đã phẫu thuật thay đổi toàn bộ gương mặt có đúng không? Vâng. Sao anh biết chuyện này ạ? Vâng, anh đã nhận ra em ngay từ lúc đó. Tay của anh, tay của anh làm sao mà lại nhiều vết bầm tím thế này? Yêu quá. Vợ đây, vợ của anh về rồi. Vợ của anh đây mà. Chắc là anh đau khổ lắm nên mới thành ra như thế này đúng không? Từ giờ mọi ký ức đau buồn anh hãy gạt nó sang một bên nhá. Vì vợ của anh không muốn nhìn thấy anh vì cô ấy mà trở nên như thế này đâu. Cô ấy sẽ lo lắng cho hai bố con của anh lắm đấy.
Anh đừng sợ, tôi không phải là người xấu mà. Được rồi. Thú thật với anh, lúc đầu tôi cũng nghĩ đây là trò chơi của người giàu. Cũng vì tôi cần 1 tỷ tiền hồi môn, cho nên tôi mới đánh liều để tham gia. Nhưng mà sau khi gặp anh, tôi mới hiểu là tại sao con gái của anh phải làm như vậy rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho anh. Anh sao thế? Sao anh cứ nhìn vào vết sẹo của tôi vậy? Alo, anh nói sao cơ? Cô Trinh bị tai nạn ngày 4 tháng 5 năm 2023 và đã phẫu thuật thay đổi gương mặt. Cô ấy còn bị mất trí nhớ nữa. Được rồi, vậy thì phiền anh gửi ảnh của cô ta trước khi phẫu thuật qua đây cho tôi nhé. Vợ, đúng là vợ rồi. Con gái của anh đang ngủ, anh đừng gây ra tiếng ồn nhá. Khổ thân con bé, nhỏ xíu thế này mà đã phải gánh vác chuyện của người lớn rồi. Bây giờ tới giờ ăn cơm rồi. Để tôi dìu anh ra sofa, xong mình ăn cơm nhá. Nào, bây giờ mình ăn cơm nhá. Anh phải chịu khó ăn thật nhiều vào thì mới có sức khỏe để còn làm chỗ dựa cho con gái của anh nữa. Ăn thịt cơ. À, để tôi lau miệng cho anh. Đúng thế. Mẹ, cuối cùng con cũng có mẹ rồi. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ, là mẹ không nhận ra con rồi. Cô gian lận ở trong cuộc thi, tôi có thể bỏ qua được. Thế nhưng cô định hãm hại con gái tôi ấy, thì nhất định không bao giờ tôi bỏ qua cho cô đâu. Tất cả hành động của cô ấy đã được camera ghi lại hết rồi. Cô chuẩn bị tinh thần đi. Đã không được là vợ chủ tịch lại còn phải hầu tòa nữa, đúng là không dạy nào bằng cái dạy nào mà.